chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ để nước trời và hãnh diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ thân từ Giêsu và là mẹ giáo hội. Xin cho yên tiệc này giúp chúng con đủ sức đạp tới cuộc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời quý cha đồng tế an toàn. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Sau đây anh đại diện sẽ có đôi lời cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin trân trọng kính mời anh. Trọng kính cha đại diện chánh xứ kẻ sạc đặc trách gia đình tận hiến niềm hôm nay, cha phó xứ giáo xứ kẻ sạc, cha Agustino Maria tổng phụ trách gia đình tận hiến toàn quốc, cha Vincent Yến Maria chánh văn phòng dòng mẹ chúc kính chùa, cha phụ trách Luca Maria, quý cha giảng huấn, quý cha dòng mẹ chúc kính chùa, quý cha đồng tế, kính thưa quý vị đồng mến thánh giá, quý thầy, quý chức thường vụ ban hành giáo giáo xứ kẻ sạc, quý chị ban phục vụ gia đình tận hiến miền Biên Hòa, quý chị nguyên ban phục vụ gia đình tận hiến miền hôm nay, các ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện, con xin được đại diện gia đình tận hiến ngày hôm nay dâng lên quý cha, quý vị, quý thầy, quý chức, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn lời cảm ơn phát xuất từ trái tim của chúng con. Trọng kính quý cha, kính thưa quý vị, quý thầy, quý chức, quý khách cùng toàn thể quý vị, mọi thành quả của con người đều bắt nguồn từ yêu thương. Vâng, quả đúng như vậy. Vì yêu thương mà hôm nay cha đang đặt trách gia đình tận hiến ngày hôm nay đã cho phép và tạo được mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình tận hiến ngày hôm nay chúng con được tổ chức thánh lễ mừng kính mẹ Thiên Chúa bồn màng gia đình tận hiến ngày hôm nay chúng con trong ngôi thánh đường rất bề thế nguy nga tráng lệ này. Chúng con xin hết lòng tri ân. Trọng kính cha Agustino Maria tổng phụ trách gia đình tận hiến toàn quốc, cha Vincent Yến Maria chánh văn phòng dòng mẹ chúa cứu chuộc, cha phụ trách, quý cha giảng huấn, quý cha đồng tế, chúng con biết rằng quý cha rất bận rộn với bao công việc mục vụ, với bao công việc mà nhà mẹ giao cho, nhưng vì tình yêu thương dành cho gia đình tận hiến ngày hôm nay chúng con, quý cha đã vượt lên tất cả để hiện diện trong thánh lễ mừng bổn mạng của miền hôm nay chúng con và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đồng mến thánh giá Bắc Hải, quý thầy, quý vị, quý thầy đã dành những thời giờ thật quý báu hiện diện trong thánh lễ mừng bổn mạng của chúng con để cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin được tặng giả ghi tâm. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị ban phục vụ gia đình tận hiến miền Biên Hòa, ban phục vụ năm xứ của miền Biên Hòa với tình liên đới thân thương. Quý anh chị đã đến hiệp dân thánh lễ mừng bổn mạng của chúng em để cầu nguyện cho miền hôm nay chúng em. Chúng em xin chân thành cảm tạ. Chúng em xin chân thành cảm ơn quý anh chị nguyên ban phục vụ gia đình tận hiến miền hôm nay trong tình liên đới rất thân thương. Quý chị cũng đã hiện diện trong thánh lễ mừng bổn mạng của chúng em như là một động lực khích lệ tinh thần cho chúng em trong công việc phục vụ. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Các đặc biệt gia đình tận hiến ngày hôm nay chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất đến quý chức thường vụ ban hành giáo giáo xứ kẻ sạc, ban phục vụ phẩm thánh, ban lễ sinh, ban âm thanh ánh sáng, ban truyền thông, ca đoàn thiện, các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ kẻ sạc, các viên quy trị ban phục vụ gia đình tận hiến giáo xứ kẻ sạc đã hết lòng giúp đỡ chúng em trong mọi công việc để thánh lễ mừng bổn mạng
của gia đình Tần Hiến miền được diễn tiến thật tốt đẹp. Chúng em xin được tạm dạ ghi tâm. Giờ đây, nhân dịp đầu năm mới dương lịch năm Quý Mão, con xin đại diện gia đình Tần Hiến miền hôm nay xin kính chúc cha đặc trách quý cha, quý vị, quý thầy, quý chức thường vụ ban hành giáo, quý chị ban phục vụ hai miền, ban phục vụ các cấp, các ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn một năm mới tràn đầy ơn Thánh Chúa, sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Giáng sinh. Xin quý cha, quý vị, quý thầy, quý chức, quý chị, ban phục vụ hai miền cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình Tần Hiến miền hôm nay chúng con luôn biết sống hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ nơi gia đình, nơi giáo xứ gia đình hội đoàn. Hầu chúng con làm sáng danh Chúa và mẹ nơi trần gian này. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Được biết bao nhiêu ân phúc mà chúng ta đang tha thức nguyện cầu.
Xin Chú và Đức Mẹ bái vương chúc lành cho tất cả quý anh chị. Xin chúc mừng một lần nữa, chúc mừng một mạng quý anh chị em chúng ta và xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta. Vâng, và sau thánh lễ chúng con kính mời quý cha, quý vị, quý thầy, quý chức cũng như quý khách tiến bộ vào nhà xứ để chia sẻ với niềm vui chúng con tại sân nhà xứ. Chúng con xin kính mời. Tôi xin chân thành cảm ơn. Con lấy hết sức lòng trọng nhờ sự hiện diện của mọi người trang nghiêm nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã hiện diện như góp phần góp công, góp sức để làm nên sự tốt đẹp của ngày hôm nay. Và giờ đây xin cũng mời cộng đồng đứng để nhận các phần quyết định. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn cùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại, xin Ngài đoái hương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đã đang đảm nhận đơn bao sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ các nơi đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần hưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuân trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong của anh chị